Nhờ hành từ không ẩn khuất nên lòng dạ được ngay thẳng trong sạch. Nhờ hành từ tâm trí sâu vững nên không có những hành động hỗn tạp. Nhờ hành từ không dối trá nên không có việc hư giả. Nhờ hành từ an lạc nên khiến được cái vui của Phật. Đức từ của Bồ Tát là như vậy đó. Văn Thù Sư Lị lại hỏi, sao gọi là bi? Đáp rằng Bồ Tát tạo được bao nhiêu công đức đều chia sẻ hết thảy với tất cả chúng sinh. Sao gọi là hỷ? Đáp rằng Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh thì vui vẻ, không hối tiếc. Sao gọi là xả? Đáp rằng Bồ Tát làm những việc lợi ích phước đức mà không hề hy vọng nhận được phước báo. Văn Thù Sư Lị lại hỏi, ở chốn sinh tử có những điều ghê sợ, Bồ Tát nên nương vào đâu? Duy Ma Cật đáp, đối với những điều đáng sợ ở chốn sinh tử, Bồ Tát nên nương vào sức công đức của Như Lai. Văn Thù Sư Lị lại hỏi, Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai nên trụ vào đâu? Đáp rằng Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai nên trụ ở việc độ thoát tất cả chúng sinh. Lại hỏi, muốn độ thoát chúng sinh nên trừ bỏ những gì? Đáp rằng muốn độ thoát chúng sinh nên trừ bỏ những phiền não của mình. Lại hỏi, muốn trừ bỏ phiền não nên làm việc gì? Đáp rằng nên thực hành chánh niệm. Lại hỏi, thực hành chánh niệm như thế nào? Đáp rằng nên thực hành lẽ chẳng sinh chẳng diệt. Lại hỏi, pháp nào chẳng sinh, pháp nào chẳng diệt? Đáp rằng pháp bất thiện chẳng sinh, pháp thiện chẳng diệt. Lại hỏi, pháp thiện và pháp bất thiện lấy chi làm gốc? Đáp rằng lấy cái thân là gốc. Lại hỏi, thân lấy chi làm gốc? Đáp rằng tham dục là gốc. Lại hỏi, tham dục lấy chi làm gốc? Đáp rằng phân biệt hư vọng là gốc. Lại hỏi, phân biệt hư vọng lấy chi làm gốc? Đáp rằng tư tưởng điên đảo là gốc. Lại hỏi, tư tưởng điên đảo lấy chi làm gốc? Đáp rằng không có chỗ trụ là gốc. Lại hỏi, không có chỗ trụ lấy chi làm gốc? Đáp rằng không có chỗ trụ thì không có gốc. Văn Thù Sư Lị, do nơi gốc là không có chỗ trụ mà tạo ra tất cả các pháp. Lúc ấy nơi thất của Duy Ma Cật có một vị thiên nữ, thấy chư thiên và mọi người nghe thuyết pháp bèn hiện hình ra, dùng hoa trời giải lên cúng dường chư Bồ Tát và các đại đệ tử. Những đóa hoa chạm đến chư Bồ Tát rồi đều rơi xuống hết, nhưng chạm đến các vị đại đệ tử thì dính chắc vào người chẳng rơi. Tất cả các vị đại đệ tử đều dùng sức thần thông mà gỡ hoa ra nhưng chẳng thể gỡ được. Lúc ấy thiền nữ hỏi Xá Lợi Phất, tại sao ông gỡ hoa? Đáp rằng cái hoa này chẳng đúng theo pháp nên tôi gỡ bỏ. Thiền nữ nói, đừng bảo rằng hoa này chẳng đúng theo pháp, hoa này vốn không có chỗ phân biệt, tự ngài khởi lên tư tưởng phân biệt. Người xuất gia theo Phật mà có tư tưởng phân biệt là không đúng như pháp. Nếu không có chỗ phân biệt, đó là đúng với pháp. Hãy nhìn các vị Bồ Tát kia, hoa chẳng dính vào thân là vì các ngài đã đoạn tuyệt tất cả những tư tưởng phân biệt. Tỷ như người ta đường cơn sợ sệt, thời là phi nhân dễ bề làm hạ. Cũng như vậy, vị đệ tử nào sợ sệt của sinh tử, thời hình sắc âm thanh hương vị cảm xúc sẽ dễ bề làm hạ. Tự mình lìa khỏi sợ sệt, tất cả năm dục chẳng làm gì mình được. Phiền não trói buộc chưa hết thì hoa kia còn dính mắc vào thân. Như phiền não trói buộc đã hết, hoa ấy chẳng dính được vào. Xá Lợi Phất hỏi, thiên nữ ở thất này đã bao lâu rồi? Đáp rằng tôi ở trong thất này cũng lâu như thời gian ông được giải thoát. Xá Lợi Phất nói, ở đây lâu vậy sao? Thiên nữ hỏi lại, ông được giải thoát cũng lâu lắm rồi sao? Xá Lợi Phất lặng thinh chẳng đáp. Thiên nữ hỏi, bậc kỷ kiều đại trí sao lại lặng thinh? Đáp rằng giải thoát đó không thể dùng lời nói mà giải bày, cho nên đối với việc ấy tôi chẳng biết phải nói thế nào. Thiên nữ nói, ngôn ngữ văn tự đều là tướng của giải thoát, tại sao vậy? Giải thoát ấy là chẳng ở bên trong, chẳng ở bên ngoài, chẳng ở khoảng giữa của hai bên. Văn tự cũng chẳng ở bên trong, chẳng ở bên ngoài, chẳng ở khoảng giữa của hai bên. Xá Lợi Phất, chớ nên lìa văn tự mà nói giải thoát. Tại sao vậy? Tất cả các pháp đều là tướng của giải thoát. Xá Lợi Phất hỏi, chẳng phải là nhờ lìa dâm độ si mà được giải thoát sao? Thiên nữ nói, với những kẻ có lòng kiêu mạn, Phật dạy rằng lìa dâm độ si là giải thoát. Những ai không có lòng kiêu mạn, Phật dạy rằng tánh của dâm độ si là giải thoát. Xá Lợi Phất nói, lành thay, lành thay, thiên nữ, cô đắc quả chi, nhờ chứng bậc gì mà biện luận như thế? Thiên nữ nói, tôi không có chỗ đắc, không có chỗ chứng nên biện luận như thế. Tại sao vậy? Nếu có chỗ đắc, có chỗ chứng, thời đối với Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, đối với ba thừa, chí cô cầu thừa nào?
Thiên nữ nói, nếu cần đem pháp thanh văn mà giáo hóa chúng sinh thì tôi làm thanh văn, nếu cần đem pháp nhân duyên mà giáo hóa chúng sinh thì tôi làm bích chi Phật, nếu cần đem pháp đại bi mà giáo hóa chúng sinh thì tôi thực hành đại thừa xá lị Phất. Như người vào rừng chiêm bọc, chỉ người thấy mùi hoa chiêm bọc mà thôi, chứ chẳng người thấy mùi thơm nào khác. Cũng vậy, người vào thất này chỉ nghe hương thơm công đức Phật mà thôi, chứ chẳng thích nghe hương thơm công đức của thanh văn và bích chi Phật. Xá lị Phất, những vị như Đế Thích, Phạm Vương, Bốn Thiên Vương, Chư Thiên, Rồng, Quỷ Thần, khi vào thất này nghe vị thượng nhân đây giải thuyết chánh pháp, thầy đều ưa thích hương thơm công đức Phật, đều phát tâm cầu quả Phật và lui ra. Xá lị Phất, tôi ở tại thất này đã được 12 năm, chẳng hề nghe thuyết diễn pháp thanh văn và pháp bích chi Phật, chỉ nghe thuyết đại thừa đại bi của Bồ Tát và pháp chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Xá lị Phất, trong thất này thực hiện ra tám pháp chưa từng có và khó được, tám pháp đó là gì? Thất này thường dùng hào quang vàng ròng mà soi sáng ban ngày cũng như ban đêm, chẳng dùng ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, đó là pháp thứ nhất chưa từng có và khó được. Thất này khi người ta vào chẳng bị các cấu nhơ làm rối loạn, đó là pháp thứ hai chưa từng có và khó được. Thất này thường có Đế Thích, Phạm Vương, Bốn Thiên Vương, Chư Bồ Tát, các phương khác hội đến chẳng dứt, đó là pháp thứ ba chưa từng có và khó được. Thất này là nơi thường thuyết diễn sáu ba la mật, là những pháp chẳng thối truyền, đó là pháp thứ tư chưa từng có và khó được. Thất này là nơi thường trỗi âm nhạc bậc nhất của chư thiên và nhân loại, từ nơi dây đàn phổ ra tiếng ca ngâm diễn vô lượng pháp hóa, đó là pháp thứ năm chưa từng có và khó được. Thất này có bốn kho tàng lớn chứa đầy các của quý, trù cấp những kẻ bần cùng cứu tế, những người thiếu hụt, ai cầu thì được dùng không hết, đó là pháp thứ sáu chưa từng có và khó được. Tại thất này, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Viêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật mười phương như vậy, đều hiện đến khi vị thượng nhân đây niệm tưởng các ngài. Các ngài thuyết rộng pháp tạng bí yếu của chư Phật, thuyết xong bèn trở về. Đó là pháp thứ bảy chưa từng có và khó được. Trong thất này cung điện nghiêm sức của tất cả chư thiên, các cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện vào. Đó là pháp thứ tám chưa từng có và khó được. Xá lị Phất, trong thất này thực hiện ra tám pháp chưa từng có ấy. Ai là người đã thấy việc chẳng thể nghĩ bàn như vậy mà lại còn ưa thích pháp thanh văn? Xá lị Phất hỏi, sao cô chẳng chuyển thân nữ làm thân nam? Thiên nữ nói, từ 12 năm nay tôi vẫn còn cái tướng người nữ mà chẳng được, tại sao nên chuyển? Tỉ như một nhà ảo thuật hóa ra một ảo nữ, nếu có người hỏi nhà ảo thuật ấy rằng sao ông chẳng chuyển cái thân nữ này đi, người ấy có đặt câu hỏi một cách chánh đáng không? Xá lị Phất nói, không, việc ảo hóa không có tướng nhất định, lấy gì để chuyển? Thiên nữ nói, tất cả các pháp lại cũng như vậy, không có tướng nhất định, sao ngài lại hỏi việc chẳng chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến Xá Lị Phất ra hình thiên nữ, còn thiên nữ lại hóa thân giống như Xá Lị Phất rồi hỏi rằng, tại sao ngài chẳng chuyển thân nữ? Xá Lị Phất khi ấy mang hình dáng thiên nữ đáp rằng, nay tôi chẳng biết chuyển biến thế nào mà lại thành thân nữ. Thiên nữ nói, Xá Lị Phất, nếu ngài có thể chuyển thân nữ ấy thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được thân của họ. Như Xá Lị Phất chẳng phải người nữ mà hiện ra thân nữ, tất cả người nữ lại cũng như vậy. Tuy hiện làm thân nữ nhưng chẳng phải là nữ, vậy nên Phật có dạy tất cả các pháp chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Tức thời thân nữ thâu lại sức thần Xá Lị Phất trở lại hình dáng cũ. Thiên nữ hỏi Xá Lị Phất, sắc tướng thân nữ hiện giờ tại đâu? Xá Lị Phất đáp, sắc tướng thân nữ chẳng phải tạng, chẳng phải chẳng tạng. Thiên nữ nói, tất cả các pháp cũng như vậy, đều chẳng phải tạng, chẳng phải chẳng tạng. Chẳng phải tạng, chẳng phải chẳng tạng, đó là thuyết của Phật vậy. Xá Lị Phất hỏi thiên nữ, khi thác ở chốn này cô sẽ sinh về đâu? Thiên nữ đáp, Phật hóa sinh như thế nào tôi cũng sinh ra như thế ấy. Xá Lị Phất nói, Phật hóa sinh chẳng phải thác rồi sinh. Thiên nữ nói, chúng sinh cũng vậy, đều chẳng phải thác rồi sinh. Xá Lị Phất hỏi thiên nữ, bao lâu nữa cô sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề? Thiên nữ đáp, như ngài Xá Lị Phất trở lại làm kẻ phàm phu, khi ấy tôi sẽ thành A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Xá Lị Phất nói, tôi làm kẻ phàm phu, không thể có việc ấy. Thiên nữ nói, tôi đắc quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề cũng không thể có. Tại sao vậy? Bồ Đề không có chỗ trụ, nên không có người chứng đắc.
Xá Lợi Phất nói, hiện nay chư Phật đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chư Phật đã đắc quả và chư Phật sẽ đắc quả nhiều như số cát sâu hằng. Những việc như vậy thì bảo sao? Thế nữ đáp, thảy đều do văn tự Thế Tổ ghi chép, nên nói có ba đời, chứ chẳng phải Bồ Đề lại có quá khứ, vị lai, hiện tại. Thế nữ hỏi Xá Lợi Phất, ông có đắc quả A La Hán chăng? Đáp, vì không có chỗ đắc cho nên đắc. Thế nữ nói, chư Phật Bồ Tát lại cũng như vậy, vì các ngài không có chỗ đắc cho nên đắc. Lúc ấy Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất, vì thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã thực hiện được những cuộc dạo chơi thần thông của Bồ Tát, sở nguyện đầy đủ, được đức nhẫn vô sinh, trụ ở địa vị trong thối truyền, vì bổn nguyện nên tùy ý mà hiện thân nữ để giáo hóa chúng sinh. Phẩm thứ 8, Đạo Phật. Lúc ấy Văn Thủ Sư Lị hỏi Duy Ma Cật rằng, Bồ Tát làm sao thông đạt đạo Phật? Duy Ma Cật nói, nếu Bồ Tát thi hành những việc trái đạo, đó là thông đạt đạo Phật. Lại hỏi, thế nào là Bồ Tát thi hành những việc trái đạo? Duy Ma Cật đáp, nếu Bồ Tát thi hành năm tội vô gián nhưng không có giận hờn, đến cảnh địa ngục nhưng không có cấu uế, đến cảnh súc sinh nhưng không có những tội lỗi như vô minh kiêu mạn, đến cảnh ngạ quỷ nhưng đầy đủ công đức đi lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, nhưng chẳng cho đó là hơn, thì hiện hành động tham dục nhưng liều mọi nhiễm trước, thì hiện hành động sân nhuế nhưng không có giận hờn ngăn trở đối với chúng sinh, thì hiện hành động ngu si nhưng dùng trí huệ mà điều phục tâm mình, thì hiện hành động keo lận nhưng thí xả hết những vật sở hữu bên trong bên ngoài của mình, chẳng tiếc cả thân mạng, thì hiện hành động hủy cấm nhưng chủ yên nơi giới hạnh thanh tịnh, cho đến đối với tội nhỏ cũng rất sợ sệt, thì hiện như nóng giận như trong lòng thường từ hòa nhẫn nhục, thì hiện ra vẻ giả đã như thật siêu tu công đức, thì hiện ra vẻ lạc động tâm ý như thường trụ nơi niệm và định, thì hiện hành động ngu si nhưng thông đạt cả trí huệ thế gian và xuất thế gian, thì hiện hành động du định dối trá nhưng giỏi về phương tiện, tùy theo nghĩa lý các kinh, thì hiện hành động kiêu mạn nhưng đối với chúng sinh cũng như chiếc cầu chịu cho người dẫm đạp, thì hiện các phiền não như lòng thường trong sạch, thì hiện vào chốn của ma như thuận theo trí huệ Phật chẳng theo thuyết khác, thì hiện vào hàng thanh văn như giảng thuyết với chúng sinh những pháp mà họ chưa từng nghe, thì hiện vào hàng bích chi Phật như thành tựu đức đại bi giáo hóa chúng sinh, thì hiện vào chốn nghèo hèn cùng khổ như có đôi tay quý công đức vô tận, thì hiện vào bọn hình hài tàn tật nhưng có đủ các tướng chánh và tướng phụ trang nghiêm thân mình, thì hiện vào chốn hạ tiện như vốn sinh trong dòng giống Phật đầy đủ các công đức, thì hiện vào nhóm người gầy yếu xấu xí nhưng được cái thân lực sĩ cõi trời mà tất cả chúng sinh đều ưa nhìn, thì hiện vào hàng già bệnh nhưng đã đoạn tuyệt gốc bệnh, vượt khỏi sự lo sợ về cái chết, thì hiện có vốn liếng sản nghiệp như thường quán đường lẽ vô thường thật không có chỗ tham, thì hiện có vợ chánh vợ thứ và các nàng hầu nhưng thường để xa cảnh buồn lầy năm dục, thì hiện ra kẻ chậm lụt ngu độn nhưng thành tựu biệt tà tổng chỉ đầy đủ, thì hiện vào nơi bọn gian tà nhưng dùng lẽ tránh mà độ chúng sinh, thì hiện vào khắp các nẻo nhưng chặt đứt các nhân duyên với mình, thì hiện vào niết bàn nhưng chẳng đoạn tuyệt sinh tử. Văn Thủ Sư Lị, nếu Bồ Tát có thể thi hành những việc trái đạo như vậy, đó là Bồ Tát thông đạt đạo Phật. Lúc ấy Duy Ma Cật hỏi Văn Thủ Sư Lị, những gì là hạt giống Như Lai? Văn Thủ Sư Lị đáp, có thần này là hạt giống Như Lai, vô minh với ái là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, bốn điên đảo năm triển cái sáu nhập là hạt giống Như Lai, bảy thức xứ tám tà pháp chín não xứ là hạt giống Như Lai, mười bất thiện là hạt giống Như Lai, nói tóm lại 62 kiến với tất cả phiền não đều hạt giống Như Lai. Duy Ma Cật hỏi, tại sao vậy? Văn Thủ Sư Lị đáp, người hiểu lẽ vô vi và vào chánh vị không còn có thể phát tâm hoa nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, tỉ như ở nơi cao giáo đất liền hoa sen chẳng sinh, ở chỗ thấp ướt bùn lầy hoa sen mới sinh, cũng vậy đó, người thấy pháp vô vi và vào chánh vị không còn có thể phát sinh Phật pháp, ở nơi bùn lầy phiền não mới có chúng sinh khởi lên Phật pháp, lại như gieo giống ở không trung không thể nảy mầm, gieo giống trên đất phân cây cối sinh trưởng tươi tốt, cũng vậy người vào vô vi và chánh vị chẳng thể phát sinh Phật pháp, còn kẻ khởi ra ý kiến chấp có ta, dầu ý kiến sai lầm ấy có cao lớn như núi Tu Di, kẻ ấy vẫn còn có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nảy sinh Phật pháp. Vậy nên nói rằng tất cả các phiền não đều là hạt giống Như Lai, cũng như không lặn xuống biển sâu thì không thể đọc châu báu vô giá, cũng vậy nếu không vào trong biển cả phiền não
tất cả. Tất không thể được của báu là cái trí biết tất cả. Lúc ấy Đại Ca Diếp khen rằng: lành thay văn thủ sư lỵ, khoái thay những lời ấy đúng thật như lẽ mà ông đã nói. Đám trần lang là những hạt giống như lai, nay chúng tôi chẳng còn đủ sức đảm nhận thi hành việc phát tâm an độc đa la tam biểu tam bồ đề. Cho đến những kẻ phạm năm tội vô gián còn có thể phát ý sinh nơi Phật pháp, nhưng nay chúng tôi đây lại chẳng có thể phát khỏi tâm ý ấy. Tỉ như người cắt cơ bại hoại thì dù ở trong năm dục cũng chẳng còn thụ hưởng được gì. Cũng vậy, các vị thanh văn đã dứt phiền não trói buộc thì dù ở trong Phật pháp cũng không còn được lợi ích gì, chẳng còn trí nguyện gì nữa. Văn thủ sư lỵ, vậy nên kẻ phàm phu đối với Phật pháp có chỗ trở lại, còn hàng thanh văn thì không. Tại sao vậy? Kẻ phàm phu được nghe pháp Phật có thể phát tâm cầu đạt vô thượng, chẳng đoạn tam bảo, còn hàng thanh văn dù có trọn đời nghe pháp Phật, oan được sự vô ý của Phật, thầy cũng chẳng bao giờ có thể phát tâm cầu vô thượng đạt. Lúc ấy trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật rằng: cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc với những kẻ cộng tác cùng những người quen biết của ông là những ai? Tôi trai tớ gái, voi ngựa xe cộ của ông, những thứ ấy ở đâu? Duy Ma Cật dùng kệ đáp rằng: trí độ là mẹ Bồ Tát, tùy nghi phương tiện là cha, chúng tăng là thầy hướng dẫn, Bồ Tát do đó mà sinh, pháp hỷ dùng làm vợ nhà, lòng từ bi là con gái, tâm thiện thật là con trai, không tỉnh rốt ráo là nhà, trần lao là các đệ tử, tùy ý mình mà chuyển biến, đạo phẩm là bạn hiền lành, nhờ đó được thành chánh giác, các pháp độ là bạn bè, bốn nhiếp là những ả đào, pháp ngôn là ca vị ngâm, lấy đó mà làm âm nhạc, tổng trì là cảnh vườn tượng, pháp vô lậu là cây rừng, giác ý là hoa đẹp thơm, trí huệ giải thoát là quả, tám giải thoát là ao tắm, tâm định là nước đầy trong, hoa bể báu tịnh là vải, người vô cấu là tắm gội, năm thông trại là voi ngựa, đại thừa dùng làm xe cộ, nhất tâm là người điều ngự, tám chánh đạo đường dạo chơi, tướng chánh đủ dùng nghiêm thân, tướng phụ đẹp trang sức hình, hổ thẹn là áo lớn ngoài, lòng sâu vững hoa kết đơm, bảy tài bảo là giàu có, dạy truyền là việc gia tăng, theo như thuyết mà tu hành, hồi hướng là lợi to lớn, bốn thiền là ghế trong rừng, do nơi đó tịnh mạng sinh, đa văn tăng thêm trí huệ, lấy đó làm tiếng tự giác, pháp cảm lộ là thức ăn, vị giải thoát là nước tương, tâm tịnh là việc tẩy rửa, giới phẩm là món hương phết, đánh tan lũ giặc phiền não, dũng kiệt chẳng ai hơn nổi, hàng phục được bốn thứ ma, cờ chiến thắng cắm đạo trường, tuy biết rằng không khởi diệt nhưng thị hiện có sinh sống, hiện thần nơi các quốc độ, như mặt nhật ai cũng thấy, trải người phương cũng dường khắp, vô lượng ức đấng Như Lai, trừ Phật với thân mình đây, không khác chi đừng phân biệt. Tuy biết rằng các nước Phật với chúng sinh đều là không, nhưng thường tu môn tịnh độ, siêng giáo hóa khắp quần sinh, tất cả các loại chúng sinh, thân hình tiếng nói oai nghi, Bồ Tát với sức không sợ, một lúc hiện ra hết thảy, biết rõ các việc của ma nhưng thị hiện theo hành ấy, dùng trí huệ phương tiện khéo, tùy ý hiện chi cũng được, hoặc thị hiện già bệnh chết, giúp chúng sinh được thành tựu, hiểu rành như trò ảo hóa, thông đạt không chi ngăn ngại, hoặc hiện kiếp tận lửa cháy, trời đất thành đều trống rỗng. Những kẻ có tư tưởng thường, soi khiến họ biết vô thường. Vô số ức các chúng sinh cùng nhau đến thỉnh Bồ Tát. Một khi người đến nhà họ, khiến họ hồi hướng Phật đạo, kinh sách giới cấm chú thuật, công nghệ kỹ thuật khéo léo. Người hiện làm các việc ấy giúp lợi ích cho quần sinh, các đạo pháp ở thế gian đều ở đó mà xuất ra. Người nhân đó ngăn chỗ lầm, nhưng chẳng rơi vào tà kiến, hoặc làm nhật thiên nguyệt thiên, hoặc phạm vương chủ thế giới, có khi làm đất làm nước, lại cũng làm gió làm lửa. Trong kiếp nếu có bệnh dịch, người hiện làm các dược thảo, như kẻ bệnh uống thuốc ấy, bệnh liền dứt tiêu các độc. Nếu trong kiếp có đói kém, hiện thân làm món ăn uống, chưa cứu những kẻ đói khát, kế đến kế đem pháp dạy chúng nhân. Trong kiếp có những đau binh, vì đó người khởi từ bi hóa độ những chúng sinh ấy, khiến họ chủ cảnh không tranh. Nếu xảy ra trận đại chiến, đứng lên dùng sức bình đẳng, Bồ Tát hiện ra oai thế, hàng phục chúng khiến yên hòa, hết thảy ở trong cõi nước, những nơi nào có địa ngục, người liền đến các chốn ấy cứu giúp khỏi mọi khổ não, hết thảy khắp trong cõi nước, xúc sinh ăn thịt lẫn nhau, người thị hiện sinh nơi đó, làm lợi ích cho hạng ấy,
người thị hiện thọ năm dục, lại cũng thị hiện hành thiền, làm cho lòng ma rối loạn, chúng chẳng được bẻ tiện lợi, trong lửa sinh ra hoa sen. Đó gọi là việc ít có, đặt năm dục mà hành thiền, lại cũng là việc ít có, hoặc thị hiện làm dâm nữ, dẫn dụ những kẻ háo sắc, trước đêm dục mà dẫn dắt, sau khiến họ vào phật trí. Hoặc hiện làm chúa thành ấp, hoặc hiện làm chủ đoàn buôn, làm quốc sư, làm đại thần, để làm lợi ích chúng sinh. Đối với những kẻ bần cùng thì hiện làm co vô tận, nhân đó bèn khuyên dắt họ, khiến họ phát tâm bồ đề. Với kẻ ngã mạn kiêu căng thì hiện làm đạt được sĩ, khuất phục những kẻ cống ca, khiến chủ vào vô thượng đạo. Nếu có những kẻ sợ sệt, đối diện họ người an ủi, trước thí cho sự an ổn, sau khiến họ phát đạt tâm, hoặc thị hiện lìa dâm dục, làm vị tiên nhân năm thông mà mang dắt dẫn quần sinh, khiến họ trụ giới nhẫn từ. Nếu ai cần kẻ cung phục, người thị hiện làm tôi tớ, khi đã làm vừa ý chủ, bèn khiến phát khởi đạo tâm, như ai muốn đủ đồ dùng mới chịu đắc nhập Phật đạo. Người dùng sức phương tiện khéo, cấp cho đầy đủ món cần, đạo vô lượng là như vậy, sở hành bao la không bến, trí huệ rộng rãi không bờ, độ thoát vô số chúng sinh. Ví như tất cả chư Phật trải qua vô số ức kiếp, ngợi khen công đức của người cũng không thể bày tỏ hết. Ai nghe được pháp như vậy mà chẳng phát tâm bồ đề, trừ ra những kẻ xuẩn gốc, si mê không có trí huệ. Phẩm thứ 9 và pháp môn trọng phân 2. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát rằng: các vị nhân giả, thế nào là Bồ Tát và pháp môn chẳng phân hai, xin các ngài tùy ý nói ra. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói rằng: các nhân giả, sinh với diệt là hai, các pháp xưa vốn chẳng sinh, nay tất nhiên chẳng diệt, được pháp nhẫn vô sinh, ấy là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: ta với vật của ta là hai, nhân có cái ta nên có vật của ta, nếu không có cái ta ắt chẳng có cái gọi là vật của ta, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Bất Huyễn nói: thọ với chẳng thọ là hai, nếu chẳng thọ pháp ắt chẳng đắc pháp, vì không có đắc nên cũng không có giữ, không có bỏ, không có tạo tác, không có hành động, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Đức Định nói: giờ nhất với trong sạch là hai, khi thấy được tánh thật của giờ nhất ắt không có tướng trong sạch, bèn thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Thiện Tú nói: hành động với ý niệm là hai, nếu chẳng có động ắt không có niệm, không niệm tức là không phân biệt, thông đạt lẽ ấy tức là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Thiện Nhãn nói: một tướng với không tướng là hai, nếu ai biết rằng một tướng tức là không tướng, cũng chẳng chấp lấy không tướng thì vào nơi bình đẳng, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Diệu Tí nói: tâm Bồ Tát với tâm Thanh Văn là hai, khi quán tướng của tâm vốn không chỉ như ảo hóa thì không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Phất Xà nói: thiện với bất thiện là hai, nếu chẳng phải các điều thiện bất thiện vào được chỗ không tướng và thông đạt, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Sư Tử nói: tội và phước là hai, nếu thấu đạt tánh của tội, thời tội với phước không khác, dùng trí huệ kim cang soi rõ tướng ấy, không có buộc trói, không có cởi mở, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Sư Tử ý nói: phiền não với không phiền não là hai, nếu đã đến chỗ các pháp đều bình đẳng, ắt chẳng sinh khởi những tư tưởng có phiền não hay không có phiền não, chẳng chấp trước tướng, cũng chẳng trụ nơi không tướng, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Tịnh Dài nói: hữu vi với vô vi là hai, nếu lìa khỏi tất cả tính đếm thì tâm như hư không, nhờ trí huệ thanh tịnh nên không có chi trở ngại, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Na La Diền nói: thế gian với xuất thế gian là hai, tánh của thế gian là không, như vậy là xuất thế gian, trong đó chẳng có vào, chẳng có ra, chẳng có sự đầy tràn, chẳng có sự biệt tan, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Thiện Ý nói: sinh tử với Niết Bàn là hai, nếu thấy tánh sinh tử, ắt không có sinh tử, không có buộc, không có mở, chẳng có sinh khởi, chẳng có diệt mất, hiểu được như vậy là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói: dứt với không dứt là hai, nhưng xét cho đến cùng, các pháp thì dứt cũng như không dứt đều là tướng không dứt, tướng không dứt
tức là không đã là không, tức không có cái tướng dứt hay không dứt, thấu nhập như vậy là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói ngã với vô ngã là hai, còn cái ngã còn không thể nắm bắt, làm sao có thể nắm bắt cái vô ngã? Nếu thấy được tánh thật của ngã thì chẳng còn phát khởi cái tư tưởng phân hai, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Điện Thiền nói sáng suốt với mê lầm là hai, tánh thật của mê lầm chính là sáng suốt, cái sáng suốt cũng không thể nắm giữ, để khỏi sự tính đến đối với thế ấy, lòng bình đẳng chẳng phân hai, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói sắc với không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt mới là không, mà tánh của sắc tự nó là không, thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Thức với không là hai, thức tức là không, chẳng phải thức diệt mới là không, mà tánh của thức tự nó là không. Trong chỗ này có thể thông đạt là cả pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Minh Tướng nói bốn đại khác nhau với không là hai, tánh của bốn đại tức là tánh của không, như khoảng trước và khoảng sau là không, cố nhiên khoảng giữa cũng là không, có thể hiểu được tánh của các đại là như vậy, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Diệu Ý nói mắt với hình sắc là hai, nếu hiểu được tánh thật của mắt, đối với hình sắc chẳng khởi tham trước, chẳng khởi giận hờn, chẳng khởi si mê, đó gọi là tịch diệt. Cũng vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi hương, lưỡi với vị nếm, thân với cảm xúc, ý với các pháp đều là hai. Nếu hiểu được tánh thật của ý đối với các pháp, chẳng khởi tham trước, chẳng khởi giận hờn, chẳng khởi si mê, đó gọi là tịch diệt. Chủ yên ở lẽ này là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Vô Tận Ý nói bố thí với hồi hướng quả Phật là hai, tánh của bố thí tức là tánh của việc hồi hướng quả Phật, cũng vậy chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ và hồi hướng quả Phật là hai, tánh của trí huệ tức là tánh của hồi hướng quả Phật. Trong chỗ này thể nhập được một tướng duy nhất, tức là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Thầm Huệ nói phân biệt các vô giải thoát không vô tướng vô tánh là hai, không tức là vô tướng tức là vô tánh. Nếu thật là không vô tướng vô tánh thì không có tâm ý thức, và một vô giải thoát tức là vào ba vô giải thoát, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Tịnh Cần nói phân biệt tam bảo Phật pháp tăng là hai, Phật tức là pháp tức là tăng, tam bảo đều là tướng vô vi bình đẳng như hư không, tất cả các pháp lại cũng như vậy. Nếu có thể làm theo như thế tức là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thân với sự diệt mất của thân là hai, thân tức là sự diệt mất của thân. Tại sao vậy? Người thấy tướng thật của thân chẳng thấy có thân, cũng chẳng thấy có sự diệt mất của thân. Thân và sự diệt mất của thân không phải là hai, không có phân biệt. Đối với lẽ ấy mà chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói phân biệt nghiệp lành của thân miệng ý là hai, ba nghiệp đều là tướng không tạo tác. Tướng không tạo tác của thân tức là tướng không tạo tác của miệng, tướng không tạo tác của miệng tức là tướng không tạo tác của ý, đây là tướng không tạo tác của ba nghiệp, tức là tướng không tạo tác của tất cả các pháp. Nếu có thể tùy theo cái trí huệ không tạo tác như thế, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Phương Điển nói phân biệt phước hành, tội hành với bất động hành là hai, tánh thật của ba hành ấy là không, đã là không thì không có phước hành, không có tội hành, không có bất động hành, chẳng khởi lên ba hành ấy, tức là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Hòa Nghiêm nói do theo cái ta mà khởi ra hai pháp, đó là hai, thấy được tướng thật của cái ta chẳng khởi ra hai pháp. Nếu chẳng trụ nơi hai pháp thì không có cái thức sự nhận biết, không có chỗ nhận biết, đó là vào pháp môn chẳng phân hai.